Rạng sáng ngày 27 tháng 10, chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thu phí trở lại, khiến nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ. Vì trước đó họ không nhận được thông tin nào liên quan đến việc này. Phần lớn các tài xế cho rằng việc thu phí là bất hợp lý bởi tuyến đường này hiện nay vẫn còn nhiều đoạn lồi lõm. Mặt đường sửa chữa xong vẫn chưa đảm bảo. Hàng loạt cầu cống chưa qua cao tốc xảy ra sự cố thấm dột còn chưa sửa xong. Theo nhiều tài xế thì hành nghề lái xe họ mong có đường chất lượng để rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng miền tuy nhiên cao tốc đà nẵng quảng ngãi mới đưa vào khai thác hơn một tháng đã xuất hiện ổ gà ổ voi cầu cống thấm dục nước mưa khắp nơi thì mất tiền trả phí công trình là bất hợp lý không chỉ tài xế nhiều chuyên gia xây dựng cầu đường cũng bất ngờ trước thông tin là bộ giao thông vận tải quyết định cho vec thu phí trở lại trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi bởi làm đường để thu phí ví như bán sản phẩm cho người dân khi sản phẩm chưa hoàn chỉnh việc sửa đường chưa nghe nói nghiệm thu chưa thấy cơ quan nào chứng nhận thì không thể đưa vào thu phí trở lại